Bạn có biết trong cuộc đời gần 70 nồi bánh chưng, bé thằn lằn hột nhân mịch đập mang tên Godzilla đã trải qua nhiều lần lên voi xuống chó với nhan sắc của chính mình. Có lúc bé la rất ngầu, đúng chất một vị đế vương ở vũ trụ Monsterverse. Nhưng cũng có lúc tôi thấy bé la lạ lắm vì trông bé không khác gì con quái vật xanh lè, mắt lé, Cookie Monster trong show truyền hình Mỹ. Vậy khi nào bé khỏe, bé đẹp, khi nào thì bé mập, bé xấu? Muốn biết thì hãy bấm liền cái nút đăng ký và xem tiếp để khám phá tạo hình của tất tần tật các phiên bản Godzilla thông qua bảng xếp hạng ngày hôm nay nhé. Giờ thì vào video thôi, let's go! Đầu tiên sẽ là những bé bự tên lạ mà trông như con kỳ lân, lân quá đà. Godzilla Raids Again 1955. Sau thành công của phần phim đầu tiên, hãng Toho đã tiếp tục cho ra mắt phần phim thứ hai mang tên Godzilla Raids Again với một vài sự thay đổi nhỏ trong ngoại hình của bé La như cơ thể thon gọn, linh hoạt hơn, đầu cũng được làm nhỏ đi và khắc họa chi tiết hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi này cũng khiến cho bé La trở nên đần hơn khi sở hữu đôi mắt vô hồn như một con rối cùng thân người khá gầy gò so với tiêu chuẩn của quái vật. Son of Godzilla 1967. Trái với sự đơn thương độc mã ở những tác phẩm trước, lần này bé La của chúng ta đã có thêm một thằng con trai cute hột me. Vì vậy, để phù hợp với thế hệ F1 của mình, bé thằn lằn hột nhân đã được thiết kế lại phần đầu với gương mặt tròn, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ cùng hàng lông mày hoạt hình, khiến cho bé trông cực kỳ mắc cười. Thậm chí có một trang báo nước ngoài còn cho rằng chính diễn viên Robert Byron trong bộ sitcom Everybody Loves Raymond đã làm nên nguồn cảm hứng cho gương mặt của bé La phiên bản 1967. Godzilla vs. Megalon 1973. Sang đến phần phim 1973, thiết kế tạo hình của bé La lại một lần nữa được thay đổi. Lúc này bé có thân hình mũm mĩm, cổ ngắn, mắt to, hai hàng chân mày được gom làm một, gai lưng cũng trở nên nhỏ và tròn hơn trông thấy, từ đó tạo cho bé một vẻ ngoài ngô ngố, múp múp, hết sức dưỡng thê. Godzilla 1998. Nếu đây là một quái vật riêng biệt, độc lập hoàn toàn với thương hiệu Godzilla, tôi sẽ sẵn sàng cho bé nó ở vị trí rất ngầu. Tuy nhiên, vì bé mang trong mình danh phận của một Godzilla nên tôi sẽ cho bé ở vị trí riêng một góc trời, một mình dưới đáy xã hội vì trông bé đếch giống Godzilla con mợ gì cả. Có lẽ do sợ khán giả phương Tây không quen với hình tượng thằn lằn hột nhân Nhật Bản nên nhà làm phim đã hô biến bé La thành một con khủng long bạo chúa chạy điên cuồng trong thành phố như phim công viên kỷ Jura. Chính điều này đã làm cho cộng đồng người hâm mộ bé bự Godzilla rất phẫn nộ. No God! Thậm chí hãng Toho sau này còn phải đổi tên phiên bản này thành Godzilla để nó không còn liên quan gì đến thương hiệu gốc nữa. Tiếp theo là một bé La ở vị trí có nhan sắc đỡ hơn một xíu, hơi đần. Shin Godzilla 2016. Sau thành công của dự án Godzilla 2014, những nhà làm phim đến từ xứ Phù Tang đã quyết định đưa vua quái vật trở lại màn ảnh sau 12 năm kể từ Godzilla Final Wars 2004. Ở lần comeback này, hãng phim Toho đã thay đổi hoàn toàn phần tạo hình của bé La bằng hai cánh tay ngắn ngủn như T-Rex, bộ da phủ đầy vết thương cùng chiếc đuôi thon dài hay uốn éo, trông không khác gì đầu của một con khủng long cổ dài. Sau vị trí hơi đần sẽ là vị trí tạm tạm dành cho những bé La không đến nỗi gọi là đẹp nhưng mà chê xấu thì cũng tội cho các bé. King Kong vs. Godzilla 1962. So với hai bé trước, bé La lần này có vẻ ngoài giống bò sát hơn hẳn với cái đầu nhỏ thuôn dài kết hợp với đôi mắt giống người đặt ở hai bên đầu. Ngoài ra, thân hình của bé cũng được nhà làm phim buff cơ, buff thịt cho nó đô lên. Nhưng mà chắc là do buff hơi lố nên tôi thấy bé vừa mập lại vừa lùn chứ không hề đô một chút nào. Tiếp đến là hạng mục hơi ngầu. Godzilla 1954. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, vũ khí nguyên tử là một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người, đặc biệt là những người dân ở Nhật Bản, nơi từng phải nhận hai quả bom nguyên tử oan nghiệt của đế quốc Mỹ. Vì vậy, hãng phim Toho của Nhật đã tạo ra Godzilla với mục đích thể hiện hậu quả tàn khốc của vũ khí hạt nhân. Cụ thể, bé La trong bộ phim này chính là một con quái thú khổng lồ được sinh ra bởi phóng xạ đến từ bom nguyên tử của Mỹ ở Thái Bình Dương. Dù là lần ra mắt đầu tiên, nhưng tạo hình của bé La trong movie Godzilla 1954 lại được thiết kế khá chỉn chu với những chiếc gai trên lưng, làn da xù xì, hơi thở nguyên tử cùng tiếng gầm rú đáng sợ. Invasion of the Astro Monster 1965. Có thể thấy bé La năm 1965 có đường nét mềm mại hơn bé La 1964 khi được thiết kế với khuôn mặt tròn, dáng người thon gọn. Bên cạnh đó, phần móng vuốt của bé cũng đã được cắt bớt và giũa lại. Tuy nhiên, chính điều này đã làm cho bé La trong movie Invasion of the Astro Monster trở nên kém ngầu hơn so với những người anh đi trước.
Ebera Horror of the Deep. Trong movie này, nhà làm phim đã tạo ra một phiên bản Godzilla đỡ hung dữ hơn thông qua việc bỏ đi hàng lông mày xếch và thiết kế đôi mắt chi tiết hơn. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack 2001. Với làn da đen như da trâu, chiếc đầu ngắn đã được bo tròn cùng với những tấm gai lưng có màu trắng sáng, bé La đầu tiên của thế kỷ 21 làm gợi nhớ khá nhiều đến các tạo hình đầu tiên của bé ở thập niên 50-60. Điểm khác biệt nhỏ duy nhất là bé La 2K1 hoàn toàn không có con người trong mắt. Điều này đã khiến cho gương mặt của bé trở nên độc ác và nham hiểm hơn hẳn. Godzilla Final Wars 2004. Để kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của bé thằn lằn hột nhân to bự, hãng Toho đã tiếp tục trùng tu lại nhan sắc cho bé La như giúp bé giảm cân nè, bẻ dáng cho bé đứng thẳng hơn nè, trang bị thêm cho bé một cặp tai nhỏ trên đầu nữa nè. Ngoài ra, hãng phim còn gắn thêm cho bé La một cặp len màu đỏ rực để mắt bé được hung dữ hơn. Sau các bé ở vị trí hơi ngầu sẽ là vị trí up top, rất ngầu. Mothra vs Godzilla 1964. Sau hai lần đổi mới không thành công, nhà làm phim đã quyết định mang tạo hình đầu tiên quay trở lại và cải tiến nó. Về tổng thể, bé La 1964 có tạo hình đô con và hung hãn hơn nhiều so với 10 năm trước khi sở hữu những đường nét cơ bắp rõ ràng, móng vuốt sắc bén cùng với đôi mắt xếch giận dữ. Ghidorah The Three-Headed Monster 1964. Do sử dụng cùng một bộ đồ nên tạo hình tổng thể của bé La trong trận chiến với con rồng ba đầu Ghidorah cũng không quá khác biệt so với hồi đấm nhau với con bướm sinh Mothra, ngoại trừ phần miệng đã được chỉnh sửa cho nhỏ lại. Nguyên nhân của sự thay đổi này là vì bộ đồ Godzilla trong phần phim trước đã bị hư hỏng sau khi quay cảnh bé La đập đầu vào lâu đài Nagoya. Destroy All Monsters 1968. Đúng với cái tên của mình, phần phim 1968 xoay quanh nội dung là tất cả quái vật đều phải bị tiêu diệt. Vì quái vật lúc bấy giờ đang bị người ngoài hành tinh điều khiển để cho nhân loại lên bàn thờ đếm số. Do vậy, bé La phiên bản 1968 đã phải quay trở lại hình dạng hung dữ của mình với đôi mắt góc cạnh cùng hàng chân mày xếch lên đầy giận dữ. The Return of Godzilla 1984. Sau một khoảng thời gian theo đuổi hình tượng dễ thương, thân thiện với trẻ em, bé La của chúng ta đã quyết định lột xác trở lại với hình tượng quái thú hung hãn khi sở hữu bộ hàm lớn cùng đôi mắt vừa nhỏ vừa xếch trông rất đáng sợ. Godzilla vs. Biollante 1989. Để thể hiện sức mạnh kinh khủng của bé La, nhà làm phim Godzilla vs. Biollante đã buff thêm cơ bắp cho bé, nhất là ở phần ngực và cặp đùi. Ngoài ra, họ cũng thiết kế lại đôi mắt với hàm răng của bé để bé trông vừa dữ dằn vừa nham hiểm. Godzilla and Mothra Battle for Earth 1992. Trong cuộc chiến với con bướm sinh, con bướm đa tình Mothra, bé La đã quyết định đi giảm cân để body của mình trở nên thon gọn, linh hoạt và nhanh nhẹn, đủ sức bay nhảy, đấm nhau với kẻ thù. Ngoài ra, bé cũng chọn đeo thêm một cặp len màu vàng, sáng như đèn pha ô tô để đôi mắt của mình được to và biểu cảm nhiều hơn. Godzilla vs. Mechagodzilla 2 1993. Nhìn chung, bé La phiên bản 1993 không có quá nhiều sự thay đổi lớn về mặt tạo hình so với 1992. Điểm đặc biệt nhất ở phiên bản này là ở đuôi của Godzilla linh hoạt hơn, do đó bé có thể sẽ thoải mái tạo dáng ở những phân cảnh hành động. Godzilla King of the Monsters 2019. Để nhận xét thì phần phim 2019 không có quá nhiều sự đổi mới về mặt tạo hình của Godzilla so với phần phim 2014, ngoại trừ phần gai lưng đã được thiết kế lại một chút để tỏ lòng tri ân với phiên bản Godzilla đầu tiên. Vào năm 2021, bé La tiếp tục khuấy đảo màn ảnh rộng Hollywood với bộ phim điện ảnh Godzilla vs. Kong và vẫn giữ được ngoại hình y nguyên như 2 năm trước. Cuối cùng sẽ là vị trí bá vương Godzilla dành cho các bé sau. Godzilla vs. King Ghidorah 1991. Có thể nói King Ghidorah là kaiju ngầu lòi bá đạo nhất mà Godzilla từng đối đầu. Do đó, bé La phiên bản 1991 đã tập gym rất chăm chỉ trong 2 năm để có được một body lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đi đấm nhau với con rồng ba đầu kia. Godzilla vs. Space Godzilla 1994. Với bờ vai rộng, thân hình săn chắc, đùi to khỏe như cột đỉnh, bé La phiên bản 1994 chính là chú thằn lằn hột nhân có body cân đối nhất kể từ sau phiên bản 1989. Nhờ biết cách kết hợp những nét đẹp của hai phiên bản 1992 và 1993. Ngoài ra, movie này còn đánh dấu lần đầu tiên bé La có thể quay đầu ở các hướng khác nhau thay vì chỉ lên hoặc xuống như các phần trước. Godzilla 2000 The Millennium. Sau cơn sang chấn tâm lý với phiên bản 1998 đến từ nước Mỹ, fan phim Godzilla đã được rửa mắt bằng một phiên bản Godzilla mới hoàn toàn khác so với các phiên bản trước đó.
Ở phần phim này, bé La có một chiếc đầu thuôn dài khá giống với bé Xoài. Ngoài ra, body của bé cũng được chăm chút hơn với lớp vảy cứng cáp, những chiếc gai lưng mọc lởm chởm, trông cực kỳ gai góc và đáng sợ. Godzilla Against Mechagodzilla 2002. Ở phần phim này, tạo hình của bé La gần như là sự giao thoa giữa hai phiên bản trước đó, với làn da đen, mỏ nhọn, gai lưng to, mọc lởm chởm và có màu trắng sáng. Bên cạnh body ngầu lòi, bé La 2K2 cũng có biểu cảm rất đa dạng mà chân thật hơn so với các phiên bản trước nhờ được trang bị robot animatronic. Godzilla 2014. Rút kinh nghiệm từ câu chuyện hồn Godzilla mà ra khủng long bạo chúa xảy ra vào 1998, hãng phim Legendary đã thành công mang bé La trở lại với màn ảnh rộng Hollywood nhờ chịu khó tham khảo các thiết kế gốc ở thập niên 50 và 60. Thậm chí, đạo diễn Gareth Edwards còn nói rằng cách để ông thiết kế Godzilla chính là cố gắng tưởng tượng bé La là một sinh vật có thật được một ai đó ở hãng phim Toho nhìn thấy. Bị choáng ngợp bởi thân hình đồ sộ của bé, người đó đã trở về trường quay và quyết định làm một bộ phim để mọi người có hình dung chính xác về bé. Và movie 2014 của ông chính là một phiên bản mô phỏng khác về Godzilla. Dưới sự giúp sức của kỹ xảo máy tính, các đặc điểm trên gương mặt của bé La đã được sắp xếp hợp lý hơn. Bên cạnh đó, nhà làm phim cũng búp thêm nhiều cơ bắp, gai nhọn và chiều cao cho phiên bản 2014 để giúp bé trở nên to khỏe và cục xúc hơn. Godzilla Minus One 2023. Ngay khi ra rạp, bé La phiên bản 2023 đã ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với khán giả nội địa lẫn quốc tế bằng gương mặt dữ tợn, hiếu chiến, mang đầy khí chất của một vị quân vương tại vũ trụ quái vật, cùng thân hình to cao, lực lưỡng, lớp da xù xì, cứng cáp, kết hợp với những chiếc gai lưng phát ra ánh sáng xanh lung linh huyền ảo nữa thì đúng là bá cháy bọ chét luôn. Để có được thành quả như này, một ekip gồm 35 người đã làm việc ngày đêm từ tháng 4 năm 2022. Đáng chú ý nhất là họ không sử dụng bất kỳ công nghệ AI nào và kinh phí sản xuất chỉ cỡ 15 triệu đô la cho 610 cảnh kỹ xảo, thấp hơn rất nhiều so với một số tác phẩm cùng thể loại. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Godzilla Minus One đã giành được một giải Oscar cho hạng mục hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất vào tháng 3 năm nay. Từ đó trở thành tác phẩm đầu tiên của thương hiệu Godzilla đạt được giải thưởng danh giá này. Vì vậy tôi sẽ ưu tiên xếp bé La phiên bản 2023 lên vị trí cao nhất để vinh danh bé. Sau khi tổng hợp và sắp xếp thì đây là bảng xếp hạng độ ngầu của các bé Godzilla từ năm 1954 cho đến nay của Messine. Và đó là ý kiến cá nhân của tôi, các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy comment phía bên dưới cho tôi biết nhá. Còn bây giờ thì bye bye!